tuổi thơ tôi còn có chú gấu, bộ lông mềm hơn tơ lụa. Không có bức tường. Sáng nay thì con đổ con mới uống cà phê, rồi chuẩn bị đi mua một ít đồ cho chú cưng, có nghĩa là đi mua sữa nè, sữa. Anh này thì ảnh chuyên uống sữa cô gái Hà Lan thôi. Hôm nay thì không đi mua trứng, trứng hết rồi, nhưng mà cho ăn ăn thứ khác. Rồi mình cũng tạm gác lại cái công việc đang làm. Bây giờ mình sẽ uống cà phê xong rồi mình đi ra ngoài. Sáng nay ra mua sữa, cà phê cho chú cưng với riêng mình. Sữa cũng hết rồi. Đường phố xung quanh cũng thoáng một vài người. Tôi chú với mình đi theo. Mỗi lần đi ra là nó ở nhà nó khóc rồi. Khóc là này, khu nhà nghỉ đường Đặng Văn Ngữ này. Không có dịch thì đây là rất đông. Mình đang đi trên đường Đặng Văn Ngữ đây, đến cái quán, qua cái công viên. Công viên này công viên cũ nè, còn ở đây là công viên mới, mới làm, mới đang trồng cây, cho nên các bạn thấy là rất nắng. Trước ở đây là bãi rác dơ lắm, bữa nay là coi như là công viên rất sạch sẽ. Lát nữa mình sẽ quay toàn cảnh công viên này cho các bạn xem. Bây giờ mình đi tới quán, rồi mình đi tới quán rồi, tới quán rồi. Người lạ người quen đây không biết nữa, bịt khăn bịt đồ mình khó biết lắm. Trong cái thời đại Covid này mình không có biết là người quen hay người lạ, nó khổ ghê. Con ơi, lấy cho chú sữa với cà phê coi. Rồi mình có mạo muội sáng nay mình đi ra ngoài tí xíu. Lấy chú hai lốc sữa cô gái Hà Lan với hai cái hộp cà phê sữa luôn, hai hộp cà phê sữa đá luôn để khỏi đi ra. Hả, sao con? Thì bây giờ mình đi ra ngoài đường mình qua chứ để người ta nói mình là đi lung tung. Mình đi cứ chính đáng mà, để đi mua sữa để mà người ta nói cái ngày giờ này, nói ông Đỗ đi lộn xộn. Rồi mình tới quán trung tâm nha. Tính là tiền kia luôn nghe chú luôn. Đường với lại hộp cá đi. Rồi đường bữa nay là quán này hết rồi. Chờ em phải chờ tới 12 giờ là mới có. Đi mua đường, đi kho cá thiếu đường. Rồi xong nhiệm vụ. Đây tới quán trung tâm đây nha. Rồi, có quán trung tâm đây. Rồi bây giờ anh đi về thôi. Công viên cũ nói chung là cũng mát mẻ. Rồi bây giờ mình không đi cái đường Đặng Văn Ngữ nữa. Mà đường này đường Trúc Khê. Đó, đây là cái khu dân cư bên Ba Bào. Đó là bên Ba Bào. Đây là cái công viên nhà nước mới làm cuối năm 2020 chưa xong, bây giờ đến đầu 2020
2021 đó, thì bây giờ là mới tặng lộn. Nó công viên cũ, đường đó là đường Đặng Nhân Nữ, đường đó là đường Đặng Nhân Nữ nha. Nơi này nó kết nối qua đường Đặng Nhân Nữ. Nói chung là công viên này làm thấy sạch sẽ, thoáng không các bạn? Quá thoáng luôn. Bây giờ mình đi tiếp. Công viên này nó thông xuống với đằng sau, phía sau nhà mình nữa các bạn. Phía sau nhà mình. Cái dãy nhà này là dãy nhà của đường Đặng Nhân Nữ nè. Đây là cái đuôi đó, cái đít sau. Cái đít sau thì họ ra được cái công viên đó, các bạn thấy không? Đó, rất là mát mẻ. Và đối diện bên kia là cái lưng bên kia là phía Kênh Bào đó, khu dân cư Kênh Bào. Nó cây cỏ này mới trồng đó. Mới trồng này, nói chung là cũng lên được rồi, xanh xanh rồi đây. Xanh xanh. Xanh. Ok, sáng sáng này người ta cũng đến đây tập thể dục. Đây là những cái trụ đèn, trụ đèn. Đối diện công viên này, ngoài sau này thì có cái nhà này mới làm, cũng tạm nghỉ. Dọc theo đây là cái con Kênh Bào mà người ta gọi là cái suối Bà Tiên chảy xuống. Qua đến đây là cái cầu Sơ Muối. Các bạn thấy đất đỏ là coi như là đổ nền, không biết là chuẩn bị làm cái gì đó, mình cũng không có rõ lắm. Chỗ này cũng sẽ làm một cái công viên và tả đi dọc theo cái bờ kênh, nhưng mà cái gói thầu này của một cái công ty khác thầu cho nên là chưa có thực hiện. Còn ở đây thì gói thầu này thì công ty khác đã làm hoàn thành rồi các bạn. Cái nhà này không biết là cái công ty gì đây, và cũng đang nghỉ dịch. Đang nghỉ dịch. Hôm nay cũng là 16, 17, 18, 19, 4 ngày đó. Coi như là sau cái cách ly của 16 ngày, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, họ về thêm, còn thêm rồi được 4 ngày rồi. Nếu mà ở đây mà tả ly dọc theo cái bờ kênh này là rất đẹp các bạn. Đây nhà mình đứng ở trên thì hướng về cái con đường 19 tháng 4. Đây này là hướng về phía bắc. Khu vực phía sau này nó còn dơ đó. Cái phía cây xanh này là phía sau nhà mình đó. Tất nhiên là công trình này là công trình của cái công ty khác thầu đó, cho nên là cái gói thầu này chưa làm đó. Còn cái công ty này là cái gói thầu khác đó, họ đã làm xong rồi. Cái này họ đã làm xong rồi. Sáng hôm nay là mình cũng ghi lại cái hình ảnh khi ra mua đồ cho thú cưng và của mình. Mình ghi lại cho các bạn xem. Xin chào các bạn nha. Rồi, mình sẽ đi vào đường hẻm này. Rồi, mình ra cái hẻm này. Rồi, bây giờ quay về. Cái hẻm này là hẻm đường Đặng Thái Thông. Bây giờ về đường Đặng Nhân Nữ qua nhà mình đây. Rồi, về tới nhà rồi. Anh nhỏ này nó sủa quá trời. Rồi. Xong. Nè, đồ ba mua nè. Đồ ba mua nè. Rồi, đi vô. Đi vô.
nghe mình đồ sữa nè.